khuya hôm qua lúc mà 1 giờ á thì mình có đi xuống mình coi cái hồ ốc, thì mình thấy hai con nó đang đi ra ngoài đi dạo nè, đang đi uống nước các bạn à. Mình nghĩ là cái này là đang đi uống nước đó các bạn, thì đang tập trung ở ngay cái mép nước nè. Tụi nó canh đêm mới ra hay sao á, chứ ban ngày á mình không có thấy tụi nó ra. Cái con Rebbe Mini á là mấy hôm nay nó có ra ăn được vài lần rồi nha các bạn. Nhưng mà nó chỉ ra ăn rồi nó đi vô à, thấy mình là nó bỏ chạy liền á, lúc mình còn bật đèn là mình không có thấy nó ra. Băng Rồng xin chào tất cả các bạn. Mình mới nhận được mấy cái khúc gỗ thông nè. Cái này mình đặt mua để mà mình làm cái nhà cho con bồ cạp á, tại vì cái hang gấu dừa nó cao quá, bây giờ mình sẽ làm một cái nhà mà nó thấp thôi. Nhìn sơ thì mình thấy là mấy cái khúc gỗ thông này nó rất là đẹp, nhưng mà khui ra thì không biết là nó có đẹp hay không. Này, ba cây gỗ thông nó xếp lại với nhau, mà các bạn xem cái khe hở của nó ha, rất là đều luôn nè. Nhìn khá là đẹp các bạn, cái này 1 mét, còn cái này là dài 40 cm. Cái cây mà nó nhỏ nhỏ như thế này thì hồi trước mình cũng có hay đi mua ở dưới quận 5 á, nhưng mà nó không có đẹp được như thế này đâu, nó không có láng và nó không có đều như thế này đâu, nó rất là xấu xí. Còn cái này 3 cây mà sắp lại như thế này là nó này, thấy chưa, khá là khích luôn nè. Giờ mình sẽ làm cái nhà cho con bọ cạp, coi là mấy cây này nó có bị móc meo gì hay không. Đây đây là sản phẩm nè, cái này là mình dán xong rồi nè. Cái gỗ thông này coi vậy mà khó dán ghê các bạn, dán bằng keo dán sắt nó không có dính, phải dán bằng keo thủy sinh á, mà nó cũng nói chung là cũng khó dính lắm chứ không phải dễ dính đâu, nó hút nước rất là ghê luôn á. Nhưng mà mình dán xong rồi, nhưng mà mình thấy hình như là nó không có được, nó chưa có được cứng lắm á, chắc phải ngày mai mình mới rửa rồi cho mấy con bọ cạp nó xài được, vậy phải chờ cho nó khô thiệt khô thôi. Các bạn thấy đơn giản không, này này ốp lại về thành cái ốp lại là thành cái nhà rồi thôi, không dám ốp ốp nó rớt ra nữa. Để khi nào mà bỏ dùng bọ cạp rồi thì các bạn sẽ thấy cái con bò đen á, mem này nó báo quá trời báo các bạn, nó làm cho cái hồ này bây giờ là tụng nước rất là nhiều luôn. Nó đang làm cái hang trong này nè. Bây giờ mình sẽ phát hết mấy ngóc này ra, rồi mình làm ráo cấp tốc cái nền này bằng cách là mình sẽ để những cục đá này qua một bên, rồi mình lấy cát ở cái phần giữa này nè, mình đi rửa và mình làm cho nó thiệt là ráo, xong mình cho vô lại là lúc đó cái hồ này nó sẽ rất là ráo nước luôn, không không còn bị tụng nước nữa nha các bạn, đơn giản vậy thôi. Này nó đâu trong đây nè, sáng thấy nó đào đào trong đây nè. Đây nè, anh báo đời của mình nè. Trời ơi, coi mấy hôm nay nó đào hang khủng khiếp luôn các bạn. Bị cái gì rồi, nó bị cái gì rồi các bạn ơi, nó vẫn còn ăn uống rất là ok, nhưng mà đào hang rất khủng khiếp, nó cũng không có gây sự với ai hết trơn á, mà nó đào hang ghê lắm.
khi mà cái nền mà nó bị trũng nước á thì nó sẽ rất là nhanh bị thối, cho nên á khi mình phát hiện nó là nó trũng nước là mình sẽ tranh thủ mình đi làm ráo nó liền các bạn. Cái đống cát này là mình mới làm cho ráo nè. Đó, các bạn thấy nó sạch không? Các bạn thấy nó sạch không? Trắng tinh tươm không? Ráo chưa? Ráo chưa? À, thấy ráo chưa? Thì lấy cái này ra đi rửa rồi làm ráo như là trong cái video mình có chia sẻ rồi đó, là sống hói. Rồi bây giờ mình sẽ trả lại mặt bằng cho mấy ngọc, trả lại hiện trạng như cũ cho tụi nó. Các bạn coi mấy con ốc ăn miếng này mực nè, trời đất ơi, nó đang nham nhở thì ghê không? Trên đây nữa, rồi châm nước vô nữa chứ tụi nó làm sao mà nước cạn queo hết trơn rồi. Cái này là cái hồ nước muối nè, bên đây là nước ngọt nè. Rồi bây giờ tới cây trang trí nè, rồi giờ thả vô thôi. Bơ đen vô trước tiên, bơ đen đừng phá nó nha, bơ đen nha mày nha, không 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 đào hang nữa nha, nghe nói nghe nha, hiểu không mày, hiểu không mày? Mày đào hang tùm lum tùm la là làm trũng nước, ở tao đâu phải đi làm cho ráo nước nữa đó nha mày. Mày quậy nhất luôn, bây giờ mày là cái thằng quậy nhất trong cái hồ này mày nha. Bơ đen chửi nó mà mặt nó bơ như cái gì vậy đó, không có phản ứng gì hết trơn. Tím nè, bơ đỏ nè, cà viết nè, ru vô bỏ trơn nè, ru vô bỏ sữa nè. Rồi vậy là xong rồi đó, tụi nó lại tưởng đâu là được có phòng mới nữa hay gì vậy đó. Mỗi lần mà vệ sinh cát xong mà tụi nó nhoi như vậy đó các bạn. Các bạn coi bơ đen nó ngồi nó vuốt nuốt râu nữa kìa, nó vệ sinh đó, vệ sinh râu rồi vệ sinh vỏ rồi đó, nhìn nó vậy có ai nghĩ nó bị bệnh không ta? Chứ mà không bệnh làm sao mà cứ đào hang liên tục vậy? Nó thấy tướng nhìn đã ghê không, oai phong lẫm liệt, không sợ trời không sợ đất. Mấy cây rong bôi trầu mà mình để ở dưới hiên nhà các bạn, nó phát triển rất là nhanh luôn, nó lớn nó dài ra, nó xòe ra bự ra, nhưng mà bù lại thì trong những cái chậu mình nuôi cái rong bôi trầu này nó có rất là nhiều lăng quăng các bạn. Hôm bữa là mình cho cá để mà nó ăn hết một đợt rồi đó, mà bây giờ vẫn còn một đợt nữa nè. Giờ mình phải cho nên là mình phải vệ sinh nó thôi, chứ mà cứ để như thế này chắc mấy muỗi nó vô nhà nó nướng mình quá các bạn.
Mình cũng tính là chờ cho tới ngày mai mình mới đem cái nhà mới cho hai cái con bồ cạp này nó thử. Mà các bạn coi nè, hai đứa nó leo ra khỏi cái nhà rồi đứng từ ở trên cái gáo dừa nhìn xuống cái nhà mình làm cho tụi nó nè. Có vẻ như là hai đứa nó rất là thèm thuồng, rất là muốn ở nhà mới hay sao á. Để coi, nhìn coi. Chị nói không? Thường là giờ này là một con nó sẽ nằm trong nhà, một con nó ở trên gáo dừa, mà các bạn coi giờ này hai con nó đang nằm trên gáo dừa này. Nên là thôi chắc mình đem cái này mình đi rửa rửa chút xíu rồi mình cho tụi nó xài luôn. Tụi nó muốn dữ quá rồi. Với lại mình thấy cái này, cái keo này nó cũng khô rồi nè. Khô rồi. Mình cũng muốn thử cho tụi nó nữa. Để tao vệ sinh rồi tao thay cái nhà mới cho tụi mày nha. Trời ơi. Ý, phản ứng dữ rồi, phản ứng dữ chưa? Phản ứng dữ chưa? Vô đây đi. Vô đi đi. Mày nữa. Dữ quá mày. Dữ quá vậy. Rồi sẵn tiện mình đi rửa cái này luôn. Rửa nhà cho tụi nó luôn các bạn ơi. Rồi rửa xong rồi đó. Này mình rửa xong rồi đó. Giờ phả ra cho nó bằng lại. Phả cho đều. Đấy rồi. Cái nhà mình mới làm đây. Ok chưa hả các bạn? Rồi tới cái chén nước. Bây giờ mình sẽ quay cái cửa hang á. Quay về phía này nè. Để mình dễ nhìn tụi nó hơn các bạn. Ở lúc trước là nó quay qua đây, bây giờ nó quay qua đây. Đổ miếng nước ngọt vô coi. Hình như chỗ này nó không được cân bằng lắm nè. Đấy, một con. Hai con. Đây coi tụi nó có vô hang không nha. Có vô không? Có vô không nào hai đứa bay? Có, con này vô rồi nè, con này vô rồi nè. Con này vô rồi. Wow, con này vô rồi nè. Còn con này. Còn nó làm cái game các bạn. Nhìn kìa, nó chống cái đuôi nó xuống. Nó chống cái đuôi nó xuống và nó dơ. Nó dơ mấy cái chân nó lên. Ghê quá, cái hành động này rất là ghê nha các bạn. Hành động này có thể là nó sẽ bò ra khỏi cái hồ này đó, nguy hiểm quá. Rồi mình đã hạ thấp cái nhà của nó xuống rồi mà có vẻ không được. Cái đuôi của nó ghê thiệt luôn á. Cái đuôi của nó các bạn thấy nó có thể duỗi thẳng ra rồi nó chống, nó dùng cái đuôi để nó chống lên đó các bạn. Trời ơi, không ngờ luôn á. Đuôi của nó mạnh dữ vậy ta. Rồi con này vô hang rồi nè. Vô hang rồi nè. Con này không chịu vô hang. Video hôm nay đến đây thôi nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video nha.